mình sẽ đi thăm nông trại của mình đấy các bạn ạ. Nông trại của mình thật là rộng lớn và đẹp lắm. Có nhiều con vật nữa, các bạn chưa biết đâu. Nếu các bạn muốn biết thì hãy đi theo mình nhé. Đường đến nông trại của mình thật là khá xa đấy các bạn ạ. Qua không biết bao nhiêu ngọn đồi, bao nhiêu dãy núi và bao nhiêu cái sông mới đến được. Mình sắp đến nông trại của mình rồi đấy. Các bạn thấy chưa nào? Nhảy xuống thôi. Cất xe đi nào. Các bạn thấy nông trại của mình đẹp chưa? Thấy nhà mình có một con khủng long đang ăn cỏ chưa? Nhà mình nuôi khủng long ăn cỏ để giữ nhà đấy. Ai vào là nó wow một cái là tất cả đều chết khiếp. Đây, sang đây là con Pikachu đang chơi aerobic đây. Nhà mình cũng nuôi Pikachu nữa. Các bạn thấy Pikachu nhà tớ đẹp không? Quá đẹp luôn. Ôi rồi sao cái cây này nó bị đổ thế này nhỉ? Chắc là do gió. Có cây, có cối, có lá nữa này. Nông trại của mình quá là đẹp. Ôi mình đi thăm đàn gà của mình thôi. Các bạn thấy một con gà mái đang ấp trứng chưa? Một con vịt nữa và một con gà trống. Một con ngỗng nữa này. Nó đẻ hai quả trứng to ba chả. Thá hồ mà đồ chả mà ăn. Luộc ăn cũng ngon nữa. Ở đây có một cái ao cá này, nhà mình nuôi một con cá thôi. Cá mập đó. Ừ, cá mập, ai vô là hành dé cái răng ra là họ chạy mất dẹp hết. Ra hăng mộ luôn. Đây là xe để phục vụ cho nông trại này. Rồi, dễ xe nó ra xe bán để tớ cá nè. Đúng rồi, để tớ lắp trứng vào đồ chả cho các bạn ăn nhé. Mùa tư. Không sao đâu. Tớ đàn gà nhà tớ xinh xò chưa nào? Mỗi tớ một cái bẹt đi tớ luôn. Nhà tớ nuôi nhiều con luôn. Bạn con luôn. Ở đây là siêu nhánh là cánh cứu trừ đàn gà để khỏi bị ăn tôm này. Ai vào mà ăn tôm đàn gà và ăn tôm cái trứng là sẽ bị siêu nhân rượt cổ luôn, bằng chết luôn. Cái siêu nhân nào có kè bằng đi. Ừ. Có cái tấn thang bay đi. Có cái... Này, có trứng gà. Wow. Có một con khủng long, một sinh xuất hiện. Ăn hết đàn gà. Gom gom gom. Ăn ngon quá. Cắn cái cắn. Phun chân là mà to. À. Bố heo. À. Phun lửa. Phun nước. Phun ăn là mà. Ngon nè, đẹp chưa? Đó, ba tạ. Con này. Tổ đi đi. Quay cái cằn này đi. và nghĩ lại đạp. Ông nào vừa bỏ mắt. Ông bật. Mày đánh con mình á. Đập à. Mày mắc á. Chưa. Vậy vậy lại. Cầm lại của ông. Phun chân lên hả? Ok. Phun. Phun à, cắm. Cắm. Mày lẽ phải. À. Chết đứt đốt, ôi thúi quá à chết. Chết rồi xong ok à chết xong thằng bay ơi chơi lớn đó bay thằng khủng long 3 tuổi rồi, khủng long 3 tuổi đang cầm cầm ăn cầm ăn ba lưng đầy đó. Cầm môi ra kéo ra cùng ăn ba lưng nha. Ok không có gì. Tạm biệt, tôi đi đây. Cùng ăn Godzilla đi thôi. Nếu yêu thích kênh thì nhớ like, chia sẻ và đừng quên nhấn đăng ký nhé. Ui đăng nhà của mình bị tét rồi. Ui đăng nhà của mình bị tét. Nông tài tán hoang rồi. Con gái tỉnh ra đi. Ra tỉnh dậy. Ra tỉnh dậy. Khủng long đi đã chết rồi. Chứ ra tỉnh dậy. Tao cắt cái đỡ lai đi. Tao con gái để ách tỉnh nè. Được. Được rồi. Ok. Cái con cạp đi vậy. Ra xuống nước.